Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029, 121 thanh niên tiêu biểu đại diện cho gần 10.000 thanh niên Tây Hồ tham gia lễ báo công dâng Bác tại quảng trường Ba Đình. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu lắng nghe lời căn dặn của Bác với thanh niên. Người đã đi xa, song hình ảnh của Người còn mãi trong tim của mỗi người dân nước Việt. Lý tưởng cách mạng của Người đã trở thành lẽ sống của triệu triệu đoàn viên thanh niên và lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam. Sau lễ dâng hương và báo công, các đại biểu quận Tây Hồ thăm khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, dâng hương tại nhà 67 và đền thờ Bác Hồ. Được nghe những câu chuyện giản dị sâu sắc về cuộc đời và nhân cách cao đẹp của Bác, về những ngày Bác sống và làm việc tại nơi đây, để lại niềm xúc động mạnh mẽ và lòng biết ơn sâu sắc của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên. Dự kiến Đại hội Liên hiệp Thanh niên quận Tây Hồ sẽ diễn ra vào ngày 12-13 tháng 6.